MC Đại Nghĩa bất ngờ xuống tóc trong thời gian 10 ngày. Đại Nghĩa sẽ sinh hoạt như một tu sĩ thực thụ. Mới đây, những hình ảnh MC Đại Nghĩa xuống tóc nhận được sự quan tâm đáng kể của người hâm mộ. Trong 10 ngày tới, Đại Nghĩa cùng các khóa sinh sinh hoạt như một tu sĩ thực thụ. Các khóa sinh không sử dụng điện thoại di động, khép mình trong đời sống thiền môn. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ, từ nhỏ tôi đã muốn đi tu, khoảng năm lớp 12, chuẩn bị thi đại học, tôi đấu tranh nội tâm giữa hai con đường, một là mình trở thành tu sĩ, hai là mình trở thành nghệ sĩ. Nhưng tôi là con một trong nhà, nên thời điểm đó gia đình tôi có ý ngăn cản. Lúc đó tôi ước ao có người anh hoặc người em thay thế trách nhiệm gia đình. Từ nhỏ tôi đã nói với ba mẹ là muốn đi tu, nhưng tôi cũng nghĩ ba mẹ sau này già yếu ai nuôi, đó là sự giằng xé rất lớn. MC Đại Nghĩa là một nghệ sĩ Việt chiếm được cảm tình lớn của khán giả trong các hoạt động thiện nguyện. Nam MC ăn chay trường hướng Phật. Bên cạnh tích cực làm việc trong giới giải trí, MC Đại Nghĩa còn thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn.